Cái vấn đề thứ hai là cái gọi các cái ba la mật ở trong Milinda Banha, tức là meeting vấn đáp đó. Ngài Nagasena có nói như thế này, nó giống như một cái cây xoài. Khi mà mình trồng cái trái xoài xuống rồi thì cái trái xoài nó lớn lên thành cây xoài, rồi cây xoài sau một cái khoảng thời gian nó sẽ ra hoa và nó kết trái. Thì trước khi nó ra hoa kết trái đó, mình có thể nào nói rằng cái trái xoài nằm ở cái chỗ nào đó trong cây xoài hay không? Không có nha. Các cái trái xoài khi nó đủ nhân đủ duyên thì nó sẽ trổ quả, chứ còn trước đó nó không nằm ở một chỗ nào trong cây xoài. Cũng vậy, các cái nghiệp của mình khi mà mình đã tạo ha, khi mình đã tạo thì sư tạm ví nó giống như là cái bộ hẹn giờ, tức là khi mà đủ nhân đủ duyên đến một cái giai đoạn nào đó nó sẽ trổ quả. Còn trong cái khoảng thời gian mà từ giờ cho đến đó đó, mình không thể nào nói rằng nó chui nó trốn nó nằm ở một cái chỗ nào hết. Và chúng ta cũng nên tránh cái suy nghĩ này. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như chúng ta nghĩ là nó có một cái chỗ để cho cái nghiệp của mình á, nó trú, nó lưu trú, thì coi chừng mình rơi vào cái thường kiến, tức là có một cái túi ha, tạm gọi có một cái túi, có một cái khu vực thường hằng bất biến mà nó chịu trách nhiệm là nó lưu trữ cái nghiệp của mình, thì chuyện đó không có. Quý vị học A Tỳ Đàm đó, đã học A Tỳ Đàm thì quý vị thấy bản thân cái danh và cái sắc, tức là cái thân và cái tâm của mình chia chẻ ra thì nó là một cái chuỗi liên tục của cái sự sanh diệt. Ở đó nó không có một cái chỗ nào chịu trách nhiệm lưu trữ các nghiệp ha. Chỉ khi nào đó nó đủ nhân đủ duyên thì nó cho quả, còn từ giờ đến lúc nó cho quả thì không có một chỗ nào cho nó lưu trú hết, và mình cũng không thể nào mình chỉ nó lưu trú ở chỗ nào. Sư đang suy nghĩ coi có một cái ví dụ gì để nó làm rõ hơn về cái vấn đề này hay không. Nếu khi nào sư nghĩ ra một cái ví dụ thì sư nói ha, còn để tránh chúng ta mất thời gian, tức là đủ nhân đủ duyên thôi.